đây đây, tặng hoa chúng mình nhân vật chính đây. Chúc mừng Matcha công tử nha. Mặc dù là tâm tia chồng của cô Hái, nhưng mà cô Hái chơi rất là đẹp. Cô Hái dẫn đến tặng tốt nghiệp. Không, mẹ đâu. Hả, là mẹ đâu? Để chưa? Chào chị hay chào cô? Đúng rồi, chị lớn hơn em có 2 tuổi. Sao nay con tốt nghiệp mừng ông chị? Khóc không? Có khóc không? Khóc chưa? Không khóc được, em có đem thêm nước nhỏ mắt nè. Thấy con chị lên Sài Gòn nó làm vậy nè. Đó, con chị lên Sài Gòn nó nói vậy đó. Ô là trời ơi, con gái nhà ai mà xinh vậy nè. So beautiful hơn đi. Nghe lại con. Chị thích dâu thích rể? Dâu rể thì cũng được. Thấy không? Thấy chưa? Nhớ con sơ hồn chưa? Ừ, chút nữa. Đi đi nha, em mày đỉnh nha. Đi đi nha, em mày đỉnh nha. Mày mà chụp hình mày không la, tao sẽ ngoài này tao la. Giờ mày chọn mày một là mày la hay là cô Hái là ai la? Cứu tôi, cứu tôi. Đừng có cười như cô Hái nha. Đừng cười. Ủa? Có cái lời gì mày gửi tới kiếp mày không? Vì một bữa ăn mà em thật thất vọng. Tại vì một bữa ăn mà chị bỏ em. Tính ra là hôm qua chị, ngày mai chị mới ăn mà hôm nay chị đã đi. Ừ, đúng rồi. Đó vậy hả? Học 5 năm mới ra trường mà tự hào ghê. Ta 3 năm rưỡi ta ra. Mình 5 năm mới ra trường mà tự hào ghê. 5 năm cố gắng nhiều hơn mọi người rồi. 5 năm mới ra trường bằng trung bình nữa trời. Thấy không? Bằng giờ tao cũng đuổi rùi, giải rầu. Ừ, vì lót chuột nè. Wow, chứ cả đời tao có biết cái bằng tốt nghiệp là gì đâu. Thấy không? Nhỏ không học lớn làm sếp. Nhỏ không học lớn làm sếp. What? Chút nữa chúng mình xéo đúng rồi. Nó tính đợt này về xong nó ra xã nó đổi với chứng minh là Phan Thị Thành Đàm đó. Nó mất rè xã em lại là giờ sao? À không không, nó nói là nó đổi ra là Phan Thị Thành con gái. Phan Thị Thành con gái. Ừ, cũng được. Được không? Được. Chào nó kiếm mình gửi em kiếm cho nó em để nha. Cũng được luôn. Chắc không? Về cái chì chiếc không? Em sợ em về chì chiếc nó thôi. Nó kêu mẹ nó dữ lắm. Dữ gì đâu, dữ thì lắm. Mẹ chịu rồi, mẹ chịu không để rồi. Anh thấy sao, anh chịu không? Thì bây giờ nó chịu mình phải chịu đi rồi đâu. Đúng rồi, chứ bây giờ mình sao mình ép nó được không anh? Miễn con nó vui, nó hạnh phúc là được, đúng không chị? Đúng. Đạt ơi, cảm ơn anh đi, ba mẹ chịu rồi nè. Ba mẹ chịu em đi tìm rể. Thì mày chết chắc. Trốn cho nó kỹ vào. Về là đổi với chứng minh nha, Phan Thị Thanh Đạt nha. Nó không cho tụi em ra nha, ra nhà anh chị chơi luôn á. Nó kêu không, đủ việc là nó nghỉ á, nhất định không cho ra. Con nó ghê lắm. Cô nào đạt thành công rồi mọi người. Mời đẹp. Bạn chị Mai. Bạn chị Mai. Bạn chị Mai liên quan gì tới mày? Em đi với anh mà, nói vậy nếu. Em đạt nó nhờ dẫn đường đi, tao biết là ai đâu. Không biết là ai luôn. Thấy con bé này sao? Chị thấy là sao? Được. Dám gả hai đứa đó nha. Được không? Em sẽ cố gắng gả hai đứa đó cho chị. Nó hiền lắm chị. Cái đồ nhà càng lâu nuôi cua nuôi tôm dòng lắm. À lâu lâu thì càng lâu làm cua. Đúng rồi, trời, có anh rể Nha Trang, có anh rể càng lâu thì ăn cua đấy. Ghiền luôn. Thấy nó được không anh? Thấy nó được không? Đẹp trai. Đó, đẹp trai đó, chứ đạt là hợp luôn. Xuất sắc. Rồi đó nha, công chuyện anh đến đây xong rồi mọi người. Bây giờ là tốt nghiệp mà cứ như đi làm xui ấy. Đây là đại diện nhà trai. Mẹ mà chú dễ. Mẹ mà chú dễ. Hôm nay cô Hái ngoài cái việc là đi dự lễ tốt nghiệp của nhân viên thì đóng luôn cái vai là mẹ của chú rể để làm xui với lại nhân viên của mình. Chị xui của tôi. Ô vui quá xa là vui. Nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi.